Hello mọi người, nay mình sẽ làm clip giới thiệu các dòng xe Hyundai. Hôm trước thì mình có giới thiệu cái dòng xe Isuzu VGR 270 full thùng inox của khách hàng đặt. Tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu các dòng xe Hyundai cho mấy bạn biết ha. Rồi ok, chúng ta sẽ đi thăm quan các dòng xe Hyundai sau lưng tôi. Trước các mặt bạn là các dòng xe Hyundai của Hyundai thành công lắp ráp tại Việt Nam. Xe Hyundai này là nhập linh kiện 3 cột từ Hàn Quốc, bao gồm taxi, cabin, máy, thùng thì đóng ở Việt Nam. Đây là dòng Hyundai New Mighty 110S, thùng kính tiêu chuẩn bao gồm là vách ngoài inox 430, bên trong là vách tôn kẽm, ở giữa là xốp khung sườn bằng sắt, có tải trọng là 6.8 tấn. Kế bên chiếc thùng kính tiêu chuẩn này là chiếc Hyundai 110S thùng full inox theo yêu cầu của khách hàng, có tải trọng cũng là 6.8 tấn luôn. Tiếp theo đây là chiếc Hyundai 110S Ben tải trọng 6.3 tấn. Ben này là do thùng của Trường Thịnh đóng luôn, thùng Ben rất là sắc sảo. T-Ben là của Nhật. Con này là 75S, thùng bạc tiêu chuẩn, mở 5 bửng, cùng động cơ với thằng 110S này luôn. Động cơ của nó là 140 mã lực. Con này mới về N250/2018, thùng mui bạc do ô tô Phú Mạnh đóng thùng, tải trọng là 2.3 tấn. Cabin rất rộng rãi, xe Hyundai đều là có máy lạnh theo xe hết. Rất là đẹp. Người ta thường nói là Hyundai là nồi đồng có đá. Dòng xe Hyundai này thì bên công ty sẽ hỗ trợ ngân hàng vay đến 80%. Quý khách có thể trả trước khoảng 200 triệu là có xe ngay. Giá của các chiếc Hyundai này khoảng tầm 700 đến 800 triệu một chiếc, tùy theo thùng của quý khách đặt. Chào mọi người.